Ngộ Không và vị huynh đệ sau khi bước vào địa ngục băng và lửa. Hắn nghĩ có thể vượt qua một cách suôn sẻ, nhưng không ngờ bị một bức tường lửa khổng lồ ngăn lại. Ngộ Không, nghĩ giải pháp nào đi, ta không thể chịu đựng được nữa. Ta đang tính, cơ thể của ngươi quá yếu đuối phải không? May mắn là ngươi vẫn có trình độ của Thái Di Tán Tiên, ta chỉ là một kiếm tiên, nội công của ta vẫn còn yếu. Được rồi, nhanh lên đi, ta cảm thấy mình sắp chín rồi. Thằng nhóc này đúng là một con meo meo, nhưng hắn nói đúng, cứ tiếp tục như vậy chúng ta sẽ phải chết. Xem ra chỉ có thể dùng chiêu này. Nghe đây, lát nữa, ngươi dù thế nào cũng đừng rời khỏi thân thể của ta. Ngươi đang làm gì vậy, nhớ chưa? Phép trời và đất hóa thân hợp nhất biến. Khỉ ơi, khỉ ơi, sao ngươi lại chết như vậy? Sao ngươi lại cứu ta? Không đáng, nhưng thịt vẫn rất thơm. Tơ A mới chỉ là một vị Phật nhỏ bé, thì ra cậu vẫn luôn thèm thịt của tôi. Tơ A đã hy sinh mạng sống của mình để cứu ngươi. Sao tôi có thể? Anh khỉ, thật tốt là ngươi chưa chết. Ngươi cũng không xem ta ra gì. Ta là Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không. Phật giết ta, ta cũng sẽ không chết. Vậy ngươi vừa chết chỉ là bản sao của ngươi thôi sao? Đúng vậy. Ngoài ra, ngươi lấy cái bao tải này đi. Lúc ngươi hôn mê, ta đã vào xem rồi. Bảo bối rất nhiều, đi lấy bảo bối đi. Ô, thật là một miếng sắt vụn lớn. Nếu đem đi bán chắc chắn sẽ đáng giá rất nhiều tiền. Nhìn rõ đi, đây không phải là sắt vụn mà là một thanh vũ khí. Vừa vặn lão tôn ta không có vũ khí trong tay. Ngươi đi trước đi, ta muốn thu phục bảo bối này. Được, không ngờ, không ngờ cây gậy sắt lớn lại ở nơi bí mật này. Đây là một vũ khí hạng nặng, đó là vũ khí trong tay khỉ sáu tai, giống với gậy vàng Như Ý, binh khí sinh ra sau khi khai thiên khai địa. Hai vũ khí nguồn gốc hình dáng giống nhau, không thể phân biệt ngoại trừ màu sắc, cũng không có sự phân cấp. Lúc đầu Như Lai hẳn là đến đây mang theo cây gậy đưa cho khỉ sáu tai. NHNG kiếp này sao? Hâm, ta đã thấy nó trước, ha ha. Ngươi sẽ còn cơ hội tìm thấy nó nữa. Lão tôn ta sẽ lấy giúp ông, ha ha. Ngay lập tức Ngộ Không bắt đầu luyện công biến hóa theo ý muốn. Tuy nhiên, quả nhiên thanh vũ khí này khác với gậy vàng Như Ý, khí công bình thường không thể thu phục được. Nhưng lão tôn ta không tin, không thuyết phục được ngươi. Mặt trời nóng quá, máu trong tim biến hóa. Ngộ Không bắt đầu luyện công, chắc là không thể hoàn thành trong thời gian ngắn, nhưng hắn cũng không vội, còn lâu mới đến 100 năm như tổ Bồ Đề nói. Ngược lại, phía Bạch Lạc kiếm, ngoại trừ dùng bao tải, ngoài hai bao tải kho báu vô danh, hắn cũng tìm thấy một vũ khí đang luyện hóa. Gậy sắt cuối cùng cũng bị ta thu phục, nhưng cái tên khó nghe quá. Ngươi và chiếc gậy vàng Như Ý ngoài màu sắc trông giống hệt nhau, không bằng gọi là gậy bạc Như Ý đi, giống như một cặp vơi gậy vàng. Ngươi có đồng ý không? Khỉ ơi, cuối cùng anh cũng tỉnh rồi, ta đã chờ đợi. Ngươi tỉnh dậy, xin lỗi, thế thu hoạch mấy chục năm nay của ngươi thế nào? Đương nhiên thu hoạch rất nhiều, ta cho ngươi số bảo bối này. Còn chỗ này là của tôi, ngoài ra còn có một thanh tiên kiếm. Ta đặt tên cho nó là Tử Kiếm Thanh Mang, không tệ. Khi hai người đang tâm sự, chỉ thấy sấm sét trong thung lũng, một lối đi bị nứt ra. Đến lúc rồi, ra ngoài thôi. Ô la la, ta đã bị mắc kẹt ở đây gần 600 năm. Hôm nay cuối cùng cũng có thể ra ngoài. Khỉ ơi, đây là đâu vậy? Chúng ta đã tới thiên đình, ta chưa bao giờ nghĩ về điều đó. Sau khi bị Như Lai tiêu diệt, không chỉ cho phép Ngộ Không tái sinh trở về tam giới, ngay cả vũ khí của con khỉ sáu tai còn bị Ngộ Không trưng dụng gậy bạc Như Ý. Và bây giờ, hắn ta bị chôn vùi trong khe nứt không gian, dịch chuyển đến thiên đình. Lối ra của lối đi không gian này sao lại mở ở thiên đình? Sư phụ, lão già này đang trêu chọc ta sao? Sao mặt người xấu thế? Thật tốt khi tới được thiên đình, trực tiếp lên làm thần tiên. Tiểu Bạch, người không hiểu hoàn cảnh của ta. Ngoài ra lão tôn còn có việc phải làm, chúng ta tạm biệt nhau ở đây. Nếu sau này bạn rảnh, hãy tới núi Hoa Quả Sơn tìm ta. Ơ kìa, anh khỉ, thế là mất đi người bạn sinh tử của tôi rồi. Nhưng Ngộ Không đã biến mất từ lâu rồi, chỉ có thể thở dài không nói nên lời, quay người tìm một hướng bay đi. Lúc này Ngộ Không đang bay trên bầu trời. Hắn đã đến nơi đột phá thiên tiên cảnh. Mọi chuyện sắp xong rồi, nếu ta vượt qua cơn bão mặt trời đen ở đây, bấy giờ cả thiên đình sẽ kinh hãi. Nhưng ta chưa muốn bị lộ ra sớm như vậy, đặc biệt là xuất hiện theo cách đặc biệt như vậy, khi Ngộ Không đang tập trung bay lượn, nhưng không nghĩ là sẽ bị cản lại bởi hai quả đào. Ôi, chết tiệt. Ôi trời ơi, đau quá. Ta sẽ giết ngươi. Này tiên nữ, hãy nghe ta giải thích. Giải thích gì? Giải thích là ngươi không thấy gì.
Chuyện vừa rồi chỉ là hiểu lầm. Chúng ta không cần phải đánh nhau. Cô có nghe tôi nói không? Con khỉ này sức mạnh không hề đơn giản. Ta có thể không đánh lại hắn. Vừa rồi đầu hắn đâm vào ta, không phải ta đang thiệt sao? Thử nghe xem hắn nói gì. Tiên nữ, lão tôn ta trước tiên muốn nói một tiếng xin lỗi, nhưng ta thực sự không phải là đồ đê hèn. Nói vậy đi, người bị chó đuổi rồi hoảng sợ nên bỏ chạy, rồi đâm vào ta, đúng rồi. Người nói láo, sao thiên đình lại có chó, đây rõ ràng là ngươi bịa ra để lừa ta. Ôi, các nàng tiên trước đây rất dễ lừa, sao bây giờ lại khó lừa thế nhỉ? Nhưng lúc này, trên người Ngộ Không có những tia sét nhỏ, ôi sao lại có sét nhỉ? Tơ A phải chạy nhanh đi thôi. Nàng tiên nhỏ, lão tôn ta có việc phải làm, anh sẽ xin lỗi em vào một ngày khác. Này thằng khốn, đứng lại cho ta. Tiên nữ này nhì nhằng quá. Kệ đi. Nhanh chóng tìm một nơi để trốn tránh thảm họa mới là chuyện quan trọng. Ngộ Không vừa dứt lời, trên 9 tầng trời, từng cơn bão lớn nổi lên. Cảm giác sức mạnh sắp đè nặng lên Ngộ Không. Có gì đó không ổn. Sức mạnh của cơn bão này, sao nó lại mạnh hơn nhiều lần ngọn lửa mặt trời lớn? Chẳng lẽ là bởi vì nơi này là thiên đình nên sức mạnh lớn hơn? Thân thể của ta liệu có thể chống lại? Bây giờ phải dùng 108 phép biến hóa để chống đỡ. Tuy nhiên, khi Ngộ Không chuẩn bị vận công, chỉ nghe một tiếng kêu vang lên bên cạnh. Là nàng tiên vừa nãy đã theo Ngộ Không đến sông Thiên Hà, nhưng cô ta lại đi nhầm vào phạm vi của Ngộ Không, vì thế đã bị hút vào trận địa. Nhưng nàng tiên quá yếu, dường như không đủ để đối phó với thảm họa mặt trời đen này. Nàng tiên ngu ngốc thật là rắc rối, gậy bạc như ý hô biến. Tại sao anh lại cứu em? Vừa nãy ta còn đánh hắn. Tại sao trái tim ta lại rung động? Một cảm giác ấm áp. Từ khi ta tu luyện thần sử, lần đầu tiên có cảm giác như vậy, thật kỳ lạ. Bẩm Ngọc Hoàng Đại Đế, cờ người ở trong phạm vi thiên đình của ta. Ở đâu? Ở thiên hạ. Mau đến thiên hạ kiểm tra, để ta xem ai đang ở đây. Tuân lệnh Ngọc Đế. Ô la la, dám làm loạn trong thiên đình của ta, không sợ chết sao? Ngọc Hoàng Đại Đế nằm mơ cũng không ngờ tới lại có người dám vượt kiếp trong địa bàn thiên đình của hắn. Ai lại dũng cảm đến vậy, dám chạy đến thiên hà để tu luyện? Bất kể là ai, nhưng chắc chắn là một người pro. Phải xem khí chất của người này cao tới đâu. Tầng 36, càng lúc càng cao có lợi cho tu luyện. Nhưng nếu tu luyện thành công, vậy uy lực cũng sẽ mạnh hơn giới phàm trần rất nhiều lần. Tôi không nghĩ vậy, có lẽ chỉ là một tên ngốc không muốn sống. Chúng ta những vị thần thiên đình bất tử còn khó vượt qua, huống gì là một tên vô danh. Cứ chờ xem, khả năng cao là tên đó sẽ chết trong cơn bão đen này. Tôi không tin, nếu không chúng ta đặt cược. Đặt cược thì đặt cược, ai sợ ai. Các vị thần đều bàn tán, còn trực tiếp lấy Ngộ Không đánh cược. NHNG Ngộ Không không quan tâm, bởi vì sức mạnh của cơn bão mặt trời đen đã đạt đến cực hạn. Điều anh ấy lo lắng hơn bây giờ là làm thế nào để không lộ ra trước các vị tướng thiên đình. Ta không muốn xuất hiện. Không ngần ngại chạy vào tâm bão để vượt qua thảm họa. Cờ cờ người muốn khám phá sự tồn tại của ta cũng phải đợi thêm vài năm nữa, chờ ta tu luyện thêm. Tầng 33 trên thiên đình, Thái Thượng Lão Quân đang ngồi thiền, cảm nhận được điều gì đó, nghi ngờ nhìn về hướng thiên hà, mặt trời đen, lại có người vượt ải thiên đình. Khá cam đảm, Thái Thượng Lão Quân đếm ngón tay tính toán, trong lòng cảm thấy kinh ngạc. Khỉ đá tôn Ngộ Không hồi sinh ư? Đệ tử vô danh, công pháp không rõ, ngay cả kinh nghiệm cũng mơ hồ. Thật là một điều kỳ lạ, sức mạnh của thánh nhân có thể tính toán mọi thứ, nhưng ông KHNG thể tính toán được tình hình của Ngộ Không, trừ khi đối phương là cảnh giới hiện nhân, mới có thể làm mù thiên cơ, ngăn chặn tính toán của thiên đạo thánh nhân. Mà lúc này trong cung điện Ngọc Thanh Thiên Mila, vị thiên tôn Nguyên Thủy đang giảng đạo, cũng cảm nhận được sự khác thường của thiên hà. Đưa tay ra nếm, trên mặt cũng lộ ra màu sắc khó hiểu giống như Thái Thượng Lão Quân. NHNG hắn không quan tâm, tiếp tục bài giảng. Tương tự ở Thượng Thanh Thiên Bích Du Cung, Thông Thiên Giáo chủ cũng phát hiện ra chuyện Ngộ Không vượt kiếp ở thiên hà, nhưng ông không quan tâm vì bắt được Tiểu Bạch trong hồ nước. Tiểu Bạch, đã lâu không gặp, việc tu luyện của ngươi thế nào, vượt qua mong đợi của ta chứ? Đồ nhi xem sư phụ Lạc Bạch lúc Thông Thiên Giáo chủ đi du lịch nhân gian, lờ đệ tử ngẫu nhiên, Lạc Bạch mới biết sư phụ của mình là tổ tiên thời Phong Thần, cho đến bây giờ kiếm tiên nổi tiếng. Tại sao ngươi lại xuất hiện ở thiên đình? Con cũng không rõ. Anh khỉ đã đưa con tới đây từ nơi bí mật. Anh khỉ là người đang ở thiên hạ hả? Chính là hắn. Hắn tên là Tôn Ngộ Không, Đại Thánh Tề Thiên. Tôn Ngộ Không là anh trai tốt của con. Hú, Tề Thiên Đại Thánh ư? Khẩu khí con khỉ này không tồi. Nhưng hắn có thể đưa ngươi ra khỏi nơi bí mật, xem ra khả năng của con khỉ này mạnh hơn so với ta nghĩ. Ngoài ra trải qua khó khăn như vậy, tơ ai rằng nhiều người không để yên đâu. Lúc này Ngộ Không đang trải qua đòn cuối cùng của cơn bão mặt trời đen, chỉ nghe thấy một tiếng nổ lớn, toàn bộ cơn bão lập tức tan biến, nhưng lại không thấy Ngộ Không đâu. Hờ a, ta đã nói rồi, dám tới thiên đình độ kiếp quả thực là muốn chết. Đây là thảm họa gió mặt trời đen, xương bị thổi không còn nữa,
Không nên, hắn rõ ràng đã kiên trì đến tận cú đánh cuối cùng của thảm họa, làm sao có thể không còn xương, thật là một điều kỳ lạ. Ok, ngươi cược thua ta, đưa tiền đi. Tất cả tiên thần đều cho rằng Ngộ Không đã ngã xuống, nhưng không biết hắn đã lén lút chạy trốn từ lâu rồi. Cái tên khốn này không phải là chết rồi sao? Ta còn chưa kịp báo thù. Tiểu tiên nữ, hóa ra cô chưa chết, ngươi biến thành một con ngỗng, ngỗng thì làm sao? Còn nữa, anh xin lỗi em nhé, vừa rồi anh đi nhầm vào chỗ không nên nhầm. Không có ý xúc phạm, xin nàng tiên tha thứ cho ta, và xin đừng nói với ai rằng em đã nhìn thấy anh. Anh cảm ơn em trước. Hữu duyên gặp nhau, cờ duyên gặp lại, tạm biệt. Cái gì vừa lướt qua vậy? Vừa rồi hình như tôi nhìn thấy một con ngỗng đâm thủng Nam Thiên Môn. Không phải đâu, người xem trên kết giới còn có một cái lỗ lớn. Vậy nhanh chóng báo cáo cho Ngọc Hoàng đi. Báo cáo cái gì? Người báo cáo thế nào? Nói là một con ngỗng lớn à, đập tan kết giới Nam Thiên Môn. Và chúng ta chỉ nhìn thấy mông của con ngỗng, thậm chí còn không bắt được sợi lông của nó. Não của người bị cửa kẹp hỏng rồi phải không? Đi không phải là lần cuối chúng ta gặp nhau, đúng không? Tôi luôn cảm thấy có mối liên hệ đặc biệt với hắn. Có lẽ cũng không phải lần đầu gặp mặt. Hoa Quả Sơn, lão Tôn ta lại về rồi. Tôn Ngộ Không rời núi Hoa Quả Sơn đã 300 năm. Khi quay lại, hắn thấy mọi thứ đã thay đổi. Này lũ khỉ ngốc nghếch, tuổi thọ của tộc khỉ ta vốn không dài. Lúc đầu ta đã truyền thụ cho các ngươi bát cửu bí thuật, chính là muốn các ngươi có thể thông qua tu luyện phá vỡ ranh giới của cuộc sống. Nhưng ta lại quên họ khỉ vốn thích chơi đùa, không có ta cai quản, ở bên cạnh giám sát, các ngươi đều chết hết rồi. Đại vương, ngươi nhiều lần đến Hoa Quả Sơn của ta khiêu khích, thật sự coi như nơi đây không có người sao? Tôn Vô Song, ngươi bớt lời đi, lần trước để ngươi trốn lần này bổn vương nhất định sẽ đem ngươi xé xác trăm mảnh. Thằng nhóc này khá nhỉ. Có vẻ Hoa Quả Sơn xuất hiện một con khỉ pro rồi. Ở kiếp trước tên quỷ vương này bị ta đánh chết bằng một cây gậy. Cũng trách ta khi đó còn trẻ, lời nói cũng không có trọng lượng. Nếu lúc đó không giết hắn mà là dưới uy quyền của hắn, cũng là một trợ giúp lớn. Tôn Vũ Song chết đi, là ai đã đánh lén ta? Hắn chán sống rồi sao? Ai đánh lén? Con mắt nào của ngươi nhìn thấy là lão Tôn ta đánh lén? Con khỉ lông lá này ở đâu ra? Lờ ô chuyện bao đồng, nếu không bổn vương cũng thịt cả ngươi, để ngươi chết cũng không biết chết như thế nào. Bậy gòi, thử xem tài cán của ngươi tới đâu. Anh khỉ này, đây là chuyện của Hoa Quả Sơn, cậu không cần phải dính vào chuyện này. Chuyện của núi Hoa Quả Sơn, có vẻ như ta đã đi quá lâu rồi, lâu đến nỗi con cháu còn không biết tới mặt mũi của ta. 72 gậy. Không đánh nữa, không đánh nữa, ngươi mạnh quá, ta Viên Thông không đánh được ngươi. Muốn giết muốn đánh thì cho bổn vương được xin tha mạng. Nói nhiều, câm miệng đi. Này, con khỉ lại đây. Không biết tiền bối có gì dặn dò, vẫn gọi ta là tiền bối, ngươi vẫn chưa nhận ra ta sao? Ngươi là ai? Cháu Chắc Vô Song gặp đại vương. Đại vương đã trở lại, đại vương đã trở lại, chào mừng đại vương. Ngươi là vua của chúng, vua khỉ Tôn Ngộ Không đi học đạo. Đúng vậy. Ban đầu anh ta nghĩ Ngộ Không đã ra ngoài tu luyện 300 năm, không có tung tích gì, đã chết bên ngoài rồi. Nhưng không ngờ Ngộ Không đã quay trở về rồi, chết tiệt. Ta muốn độn thổ mất, bây giờ rơi vào tay Tôn Ngộ Không, mạng này sợ là không giữ được. Ngươi không giết ta, tại sao vậy? Thế ngươi muốn chết à? Ta quả thật chưa tin ngươi không giết ta, vậy ta lại thịt ngươi nhé. Đùa à? Có thể sống, ai lại muốn chết chứ? Ta tu luyện đến địa tiên chi cảnh hiện nay, có dễ đâu, thôi thả sống vô ích còn hơn. Nhưng đại vương, hắn ta đã đánh rất nhiều anh em chúng ta, không thể để hắn ta đi, chỉ là bị thương thôi sao? Có bị đánh chết không? Bẩm không chết ạ. Vậy thì được rồi, Viên Thông này cũng là một con khỉ của ta, hắn đến xâm chiếm cũng chỉ là vì cái núi này, vì thế mà mất tình cảm. Cháu trai tôi thấy ông ấy cũng là một người tài năng, giết thì đáng tiếc, sao không để ngươi và người của ngươi ở lại Hoa Quả Sơn? Sao, ý ngươi là muốn ta đầu hàng? Ngươi không muốn sao? Được, quả nhiên ngươi là một người rộng lượng. Theo ta ngươi sẽ không thiệt đâu, tơ a quyết định rồi, ta không giết ngươi, ta sẽ thu phục ngươi. Bẩm đại vương, tôi sẵn sàng phục tùng. Thật sự muốn phục tùng, không cần quá miễn cưỡng. KHNG miễn cưỡng, không miễn cưỡng, quả nhiên là người biết thời sẽ là anh hùng. Lão Tôn thích người thông minh. Dậy đi, sau này là người nhà, không cần phải quỳ như vậy. Ngoài ra, tên của ngươi nghe có vẻ chói tai, không bằng đi theo ta Hoa Quả Sơn, lấy Tôn làm họ đi. Tên là Tôn Thông, quả nhiên con khỉ không dễ đối phó. Hôm nay mất quân trang, mất vợ rồi. Trong lòng có một câu không biết có nên nói hay không. Đại ca, nghe nói Đinh Hải Thần Kim của đại ca ở đây bị một con khỉ lấy đi rồi, đúng không? Con khỉ đó là ai, làm cho Long Vương phải sợ hắn như vậy? Bẩm,
thần đoán hắn ở một nơi thần tiên nào đó. Hú, mờ tờ con khỉ mà là thần tiên ư, lần sau ta gặp hắn, nhất định phải giúp ngươi làm thịt hắn. Đại vương, chuyện lớn rồi, lần trước Mỹ Hầu Vương lấy đi Định Hải thần kim, Tôn Ngộ Không, hắn lại đến rồi. Á đù tên cặn bã đậu phụ này, muốn cái gì mà lại đến, hắn lại gây họa gì nữa đây?